tại Washington, với 53 phiếu thuận và 43 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn cựu Bộ trưởng Tài chính Jack Lew, ứng cử viên do Tổng thống Joe Biden đề cử, làm đại sứ Mỹ tiếp theo tại Israel. Trưởng ban đối ngoại Thượng viện, Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Ben Cardin đã ủng hộ ông Jack Lew, ghi nhận trình độ của ông này và cho biết Israel hoan nghênh việc đề cử ông. Mỹ không có đại sứ tại Israel khi ông Tom Nist rời chức vụ này từ tháng 7 vừa qua. Tổng thống Biden đã đề cử ông Jack Lew vào vị trí trên hồi tháng 9. Bộ Ngoại giao Israel đã chỉ trích việc Colombia và Chile triệu hồi đại sứ các nước này tại Israel để phản đối cuộc chiến chống Hamas tại dải Gaza. Bộ Ngoại giao Jordan thông báo đã yêu cầu đại sứ nước này tại Israel về nước do cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza. Theo diễn biến liên quan, các nguồn tin an ninh Ai Cập và một quan chức Palestine cho biết, ít nhất 320 người mang hộ chiếu nước ngoài đã đến Ai Cập từ dải Gaza trong đợt sơ tán đầu tiên khỏi vùng đất bị bao vây này. Một quan chức Palestine ở phía Gaza cho hay, những người mang hộ chiếu nước ngoài đã rời Gaza trên 6 xe buýt. Danh sách đầu tiên gồm khoảng 500 người nước ngoài hoặc người mang hai quốc tịch đã được cho phép rời khỏi Gaza, và công tác sơ tán dự kiến sẽ được tiếp tục thực hiện trong những ngày tới. Cùng ngày, Bộ Y tế Ai Cập thông báo đã tiếp nhận nhóm người Palestine bị thương đầu tiên từ Gaza qua cửa khẩu biên giới Rafah. Theo các thông tin trước đó, Ai Cập sẽ cho phép 81 người Palestine bị thương nặng nhập cảnh. Ông Abdul Gaffa cho biết thêm, tất cả các trường hợp bị thương đều ở trong điều kiện sức khỏe ổn định và đang nhận được sự chăm sóc y tế chất lượng hàng đầu từ các đội ngũ y tế tại cửa khẩu biên giới Rafah và trong các bệnh viện. Các bác sĩ Ai Cập tại cửa khẩu Rafah đã khám bệnh cho hơn 100 người nước ngoài được sơ tán từ Gaza, trong đó 35 trẻ em được tiêm vaccine phòng bệnh bại liệt, sởi và viêm màng não. Diễn biến nói trên là một phần trong thỏa thuận do Qatar làm trung gian giữa Ai Cập, phong trào Hamas của Palestine và Israel nhằm cho phép sơ tán những người mang hộ chiếu nước ngoài và một số người bị thương nặng ra khỏi Gaza. Ai Cập sẽ đặt các bệnh viện ở Bắc Sinai trong tình trạng báo động và chuẩn bị lực lượng y bác sĩ cũng như vật tư y tế cần thiết để hỗ trợ người Palestine. Bất chấp những cảnh báo từ cộng đồng quốc tế về thảm họa nhân đạo đang gia tăng, quân đội Israel vẫn tiếp tục áp đặt lệnh phong tỏa hoàn toàn đối với dải Gaza, cắt đứt mọi nguồn cung cấp thực phẩm, nước, điện và nhiên liệu. Trước đó, ngày 31 tháng 10, Bộ Y tế Palestine cho biết, đến nay các cuộc không kích của Israel đã cướp đi sinh mạng của hơn 8.800 người, trong đó có hơn 3.500 trẻ em, gần 2.300 phụ nữ và hàng chục nhân viên y tế, nhân viên cứu hộ và nhà báo. Nhiều bệnh viện ở Gaza vốn đang trong tình trạng quá tải, có nguy cơ phải ngừng hoạt động do nguồn cung cấp nhiên liệu cạn kiệt.